Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia buổi đối thoại có gần 200 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Các doanh nghiệp đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện chính sách thuế và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm giao mặt bằng dự án đầu tư và một số nội dung khác liên quan đến cấp điện cho hộ dân có nhà ở trong khu đô thị và doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Mong là Cục Thuế và Sở Tài chính thì cả các cơ quan chức năng ấy có khi mà có những cái văn bản mà mới mà ra đời hướng dẫn ấy, thì phải có cái buổi tập huấn để cho doanh nghiệp là cùng được hiểu biết thêm và hướng dẫn làm sao cho triệt để, tránh trường hợp là doanh nghiệp lại bị nộp chậm hay là hướng dẫn là chưa đến độ để doanh nghiệp lại hiểu sai lệch cái nội dung mà văn bản chính sách nhà nước đưa xuống, đang từ cái tháo gỡ có khi lại đi ngược chiều. Công ty gạch Cầu Đuống của tôi có một cái lô đất để khai thác cái vùng nguyên liệu về nhà máy gạch, cấp phép khai thác từ 2015 và hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính từ 2015 mà đến nay là 4 năm rồi. Đấy, vẫn chưa được giao đất. Đề nghị các sở ban ngành tạo điều kiện để làm thế nào giao đất cho chúng tôi để chúng tôi khai thác. Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận là năm 2018 là đất của doanh nghiệp chỉ có một mặt tiền, thì tiền thuê đất nó chỉ là 15.000 thôi. Nhưng mà Cục Thuế tỉnh cứ áp dụng bằng được là hai mặt tiền của doanh nghiệp. Mời tất cả bên các ban ngành nên kiểm tra, thẩm tra lại cho đỡ doanh nghiệp đỡ thiệt thòi. Sau phần trả lời giải đáp của lãnh đạo các sở ngành về những ý kiến kiến nghị của từng doanh nghiệp có câu hỏi tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã phát biểu làm rõ thêm các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm trong thực hiện chính sách thuế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có ý kiến thuộc về bất cập của cơ chế, chính sách bởi sự thiếu đồng nhất giữa các luật gây ra tình trạng là làm theo quy định của luật này thì đúng, nhưng đối chiếu với luật khác lại chưa đúng. Vì vậy, đối với những ý kiến này, tỉnh đã có văn bản gửi các bộ ngành trung ương, gửi Thủ tướng Chính phủ để sớm có giải pháp tháo gỡ những nút thắt khó khăn này cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên phát triển, cũng như mong nhận được sự chia sẻ từ phía các doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền và thuộc phạm vi tỉnh cũng như các sở ngành địa phương trong tỉnh giải quyết, không để chậm trễ, kéo dài. Điều này đã được minh chứng thông qua các buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành với doanh nghiệp ngày càng tăng trong mấy năm vừa qua. Nhiều nhóm vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết thỏa đáng trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong những năm vừa qua đã luôn đồng hành, có nhiều đóng góp thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hưng Yên trên cả nước. Hội nghị hôm nay là rất quan trọng, cố gắng làm sao không ngừng đổi mới nội dung các cái buổi gặp mặt với các doanh nghiệp, doanh nhân, nó đi vào thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, vì thời gian đối với các doanh nghiệp, doanh nhân nó là tiền bạc. Doanh nghiệp có phát triển, làm ăn có thành công thì tỉnh mới hoàn thành nhiệm vụ, mới có thuế, mới có việc làm, mới có thu nhập người dân, mới có an sinh xã hội, mới có các cái hoàn thành được các chỉ tiêu của tỉnh. Thế mà tỉnh mà không tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn này thì cũng là cái lỗi của tỉnh, của chính quyền. Và tôi đề nghị các sở, nhất là Cục Thuế và Sở Tài nguyên Môi trường lắng nghe và tiếp thu và giải đáp một cách thẳng thắn, và nói rồi, hứa rồi phải làm, chứ không phải nói xong là để đấy. Tinh thần chính quyền của chúng ta là như vậy, chính quyền chuyển sang phục vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị với các bộ ngành trung ương và chính phủ về 5 nhóm vấn đề cụ thể thuộc cơ chế, chính sách cần nhanh chóng tháo gỡ, trong đó có một số kiến nghị của doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại hôm nay. Một cái tỉnh tiếp giáp thủ đô Hà Nội, cho nên là về lao động, về việc làm, về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mà hiện nay thủ đô đang đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Cho nên là các doanh nghiệp ở Hà Nội, thành Hà Nội, ở ngoại thành Hà Nội đang hướng đi về các tỉnh xung quanh để đầu tư, để giành đất làm đô thị ở nội thành. Cho nên áp lực rất lớn về vấn đề giành đất cho các doanh nghiệp.
chưa nói là doanh nghiệp mới thành lập. Cùng với đó là hạ tầng của Hưng Yên ta đang phát triển rất nhanh, đang đô thị hóa rất nhanh. Nếu mà không vướng về các luật đất đai, đô thị, nhà ở, đầu tư, vân vân thì rất nhiều dự án đô thị đã mọc lên rồi. Nhưng bây giờ là cập nhật lại thì các luật của chúng ta còn nhiều bất cập, vướng chồng lấn với nhau và khó định làm theo luật nào. Làm theo luật này thì không đúng với luật kia. Hiện nay là chúng tôi có những 5 câu hỏi lớn xin báo cáo Thủ tướng 5-6 tháng này rồi, đi hết các bộ nhưng đến bây giờ chưa trả lời được Hưng Yên.